Xin chào tất cả bạn, hiện tại thì mình đang có một set sản phẩm Innisfree. Thì cái sản phẩm này là một cái set bộ dưỡng da có chiết xuất từ chính lá hoa anh đào, hoàng gia cũng như là kết hợp với rất nhiều cái sản phẩm giúp cho cung cấp độ ẩm, giúp da săn chắc, đồng thời nuôi dưỡng làn da được sáng hồng, mịn màng. Ở trong sản phẩm này chúng ta hãy cùng khám phá xem là bên trong nó có gồm những cái thành phần cũng như là những cái tính chất như thế nào, thì chúng ta hãy cùng khám phá bên trong hộp nó có gồm những cái gì. Thì bên trong mình có thấy là cùng có 4 sản phẩm. Thứ nhất là kem dưỡng, mọi người có thể kem dưỡng thì lọ của nó là 50 ml, thì đây là kem dưỡng. Ngoài ra thì sẽ có kem nâng tông, đó là Turn Up Cream này. Ngoài ra sẽ có nước hòa hồng như cái lọ nhỏ này, và tiếp theo là đó là sữa dưỡng. Đây là sản phẩm mới nhất của Covishop Shop, với những cái thành phần được chiết xuất từ lá hoa anh đào cũng như là được sinh trưởng tại vùng đảo Jeju, nơi đó có không khí rất là trong lành cũng như là đất đai màu mỡ và ánh nắng ấm áp với nguồn nước sạch không bị ô nhiễm, thì đưa ra được cái sản phẩm tinh chất đó là Innisfree của đảo Jeju Cherry. Và cái set này sẽ rất giàu vitamin cũng như là nó chứng minh được cái khả năng kiểm soát quá trình sản xuất hắc tố melanin. Vì vậy chiết xuất này sẽ giúp cho cải thiện nâng da đều màu và trắng sáng rạng ngời. Ngoài ra một cái số dẫn xuất của vitamin B thì nó rất quan trọng trong cái việc phục hồi và cái vấn đề về sạm da cũng như là da lão hóa về mất nước. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho sáng da theo cơ chế an toàn và hỗ trợ giảm cái sự bài tiết của sắc tố melanin của các tế bào sắc tố. Bên cạnh đó thì những cái thành phần dưỡng ẩm cũng được chiết xuất từ củ cải đường, không những giúp ngăn chặn cái độ ẩm bay hơi mà còn cung cấp được những cái độ ẩm ngăn ngừa những cái tình trạng da khô ráp, duy trì độ ẩm mang lại cho làn da mịn màng. Với những cái đối tượng khuyên dùng thì mình nên dành cái sản phẩm này dành cho mọi loại da. Thứ nhất là dành cho cái loại da tối màu, xỉn màu hoặc không đều màu thì sản phẩm này rất tốt cho những loại da đó. Ngoài ra thì cái sản phẩm này cũng dành cho một số làn da khô sạm, sần sùi, thì thiếu sức sống. Về những cái sản phẩm này, thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng nước hoa hồng để làm sạch da. Sau đó các bạn muốn có một chút sữa dưỡng thì các bạn sẽ sử dụng đến sữa dưỡng, thì cái đây là dưới dạng tuyếp. Ngoài ra cũng sẽ là kem dưỡng thì thường thường là sẽ dùng vào buổi tối. Ngoài ra khi đi ra ngoài các bạn muốn nâng tông da thì các bạn có thể sử dụng loại kem này sẽ nâng tông rất tốt cho màu da. Thì cái video của mình xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.